Thưa bác sĩ, dạo gần đây em hay gặp hiện tượng vùng kín da dịch màu trắng đục có mùi hôi. Em muốn hỏi có phải em bị bệnh viêm nhiễm phụ khoa không ạ? Xin kính mời bác sĩ ạ. Chào bạn Thanh Loan. Câu hỏi của bạn thì cũng tương đối là rõ ràng với một cái tình trạng da dịch màu trắng đục và có mùi hôi ở vùng kín thì rõ ràng đây là một cái hiện tượng không phải là bình thường. Chúng ta biết rằng người phụ nữ ở trong cái độ tuổi sinh sản khi mà có hoạt động của hệ thống nội tiết thì các cơ quan sinh dục sẽ có một cái lượng dịch tiết ra rất là thông thường ở âm đạo chẳng hạn, thì ra một cái lượng khí hư sinh lý thì là hoàn toàn bình thường. Thế nhưng nếu như cái khí hư này tiết ra hàng ngày, thường xuyên, liên tục, hoặc là có mùi bất thường, hoặc là có màu xanh, màu vàng, hoặc là màu như là mủ chẳng hạn, thì rõ ràng đây là những cái dấu hiệu bất thường, nó nằm vào trong cái nhóm là tăng tiết dịch âm đạo, và như vậy thì là một cái hiện tượng bệnh lý và cần phải đến thăm khám để tìm ra nguyên nhân. Thưa bác sĩ, em bị ngứa vùng kín, đi khám bác sĩ nói bị nấm. Em điều trị hết thuốc được khoảng 1 tháng, lại bị ngứa lại. Bệnh này không điều trị hết được, cứ bị đi bị lại, có phải không bác sĩ? Vâng, nếu như bạn đã đi thăm khám và đã được làm các cái xét nghiệm để xác định ra nguyên nhân mà gây nên tình trạng viêm nhiễm phụ khoa của mình, gây viêm âm đạo của mình là do nấm, thì rất nhiều khả năng là đây là một cái chẩn đoán chính xác. Và thông thường thì người phụ nữ trong một suốt cái cuộc đời sinh sản của mình thì thường là cũng sẽ có 1 hoặc 2 lần nhiễm nấm. Nhiễm nấm nó cũng rất là phổ biến và nó cũng không phải là một cái tình trạng bệnh lý gì nghiêm trọng cả. Tuy nhiên nếu như mà ta bị nhiễm nấm quá nhiều lần, ví dụ có một cái quy định là nếu mà trong 1 năm mà ta bị nhiễm nấm 4 lần thì đấy là một cái tình trạng gọi là nhiễm nấm mãn tính. Và như vậy thì cái việc điều trị nó sẽ trở nên rất là khó khăn. Với bạn ở đây thì bạn mới bị lần đầu tiên cách đây 1 tháng và lần thứ hai thì lại tiếp tục có cái biểu hiện tương tự, thì tôi khuyên là bạn nên đến khám để ta xác định chính xác cái nguyên nhân gây bệnh lần này có phải đúng là nấm hay không. Bởi vì rất có thể là sau một cái thời gian chúng ta đặt thuốc trị nấm hoặc là ta dùng các cái kháng sinh nhiều quá thì nó sẽ làm thay đổi cái vi khuẩn trí ở cái môi trường âm đạo, và như vậy cũng là một cái cơ hội thuận lợi để làm cho các cái mầm bệnh khác phát triển chứ không phải chỉ là nấm. Vì vậy bạn cũng không nên quá lo lắng, nhưng cái việc cần thiết mình nên làm đó là đi khám để xác định lại nguyên nhân gây nên cái tình trạng viêm nhiễm này là gì. Dạ vâng. Và Minh Trang cũng đã biết là để thăm khám cùng các cái giáo sư, phó giáo sư hay là bác sĩ trưởng phó khoa tại Viện Phụ sản Hà Nội thì bệnh viện cũng có một cái phòng khám dành cho các chuyên gia, có đúng không bác sĩ? Dạ vâng. Và khu khám chuyên sâu tầng 1 nhà B là một cái nơi khám mà có các phó giáo sư, tiến sĩ và các bác sĩ chuyên khoa 2 là trưởng khoa của bệnh viện đang thực hiện.